Thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa Quốc hội, trước hết tôi đánh giá cao sự chuẩn bị công phu kỹ lưỡng, tiếp thu nhiều ý kiến và hoàn thiện chỉnh lý dự án luật của ban soạn thảo. Tôi cơ bản đồng tình với dự thảo luật đường bộ trình ra Quốc hội lần này. Để tiếp tục hoàn thiện dự án luật, tôi xin tham gia thêm một vấn đề mà tôi thấy còn có chút băn khoăn, cụ thể như sau. Theo báo cáo giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại trang 14 cho thấy, hoạt động vận tải đường bộ trong những năm qua đã phát triển rất là mạnh mẽ, đáp ứng trên 90% tổng khối lượng vận chuyển hành khách và có trên 70% tổng khối lượng vận chuyển hàng hóa với gần 86.000 đơn vị đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Có 921.322 đầu xe kinh doanh vận tải bằng xe ô tô các loại. Tôi cho đây là một nguồn lực rất là lớn của xã hội mà chúng ta cần chú ý tới khi xây dựng dự án luật này. Tại khoản 10 điều 56 của dự thảo luật đã quy định, đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, đơn vị kinh doanh vận tải chỉ được ký hợp đồng vận tải hành khách với người thuê vận tải có nhu cầu thuê cả chuyến xe, nghĩa là mỗi chuyến xe hợp đồng chỉ được chở một hành khách hoặc là một nhóm khách duy nhất. Tôi hiểu là ban soạn thảo đưa ra quy định này để nhằm ngăn chặn tình trạng núp dưới bóng xe hợp đồng để kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định. Tuy nhiên thì việc này lại đang vô hình chung là làm hạn chế một loại hình vận tải hành khách phổ biến ở nhiều quốc gia khác. Đó là mô hình chia sẻ chuyến xe hợp đồng dưới 10 chỗ thông qua các nền tảng gọi là xe trực tuyến. Về cơ bản thì mô hình này cho phép các hành khách khác nhau có cùng lộ trình nhưng khác điểm đón và trả khách có thể đi chung một chuyến xe. Hành khách sẽ được hưởng cước phí di chuyển rẻ hơn, còn người lái xe thì cũng được gia tăng thu nhập do lượng hành khách trong một chuyến xe tăng lên. Mô hình này lại mang nhiều lợi ích cho xã hội vì nó có thể tối đa hóa số lượng người di chuyển trong một chuyến đi, do đó sẽ giúp giảm đáng kể lưu lượng xe lưu thông trên đường. Những tác động này sẽ góp phần giảm áp lực đối với cơ sở hạ tầng và giải quyết phần nào tình trạng tắc nghẽn giao thông. Ngoài ra thì mô hình này cũng sẽ góp phần giảm ô nhiễm môi trường. Tại Hà Nội hiện nay thì lượng bụi mịn từ phương tiện giao thông chiếm tới 25% tổng phát thải bụi vào không khí trên địa bàn thành phố. Thông qua việc giảm lượng phương tiện tham gia giao thông thì mô hình chia sẻ chuyến đi sẽ giúp cho giảm lượng khí thải carbon đến từ hoạt động giao thông nói chung. Và trong dài hạn thì việc giảm lượng khí thải carbon thì sẽ góp phần tích cực vào việc chống biến đổi khí hậu và cải thiện chất lượng không khí ở các thành phố lớn, cũng như là góp phần vào mục tiêu giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050, như là Thủ tướng Chính phủ đã cam kết tại hội nghị COP26 năm 2021. Và thông lệ quốc tế thì cũng là như vậy, và người ta hoàn toàn có thể cùng nhau đi chung một chuyến đường để chia sẻ cước phí dịch vụ vận chuyển. Thường là không có sự quản lý đặc biệt đối với các dịch vụ chia sẻ chuyến đi. Các dịch vụ này thì thường được quản lý như một loại hình dịch vụ xe hợp đồng, xe cho thuê. Cá nhân nhờ cái tính ưu việt của loại hình dịch vụ này, nhất là yếu tố về giá dịch vụ, nó đáp ứng được nhu cầu đi lại của người tham gia giao thông. Do đó thì tôi cũng đề nghị là cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra rà soát điều chỉnh khoản 10 điều 56 theo hướng là vừa kiểm soát tình trạng xe dù bến cóc nhưng vẫn tạo điều kiện cho dịch vụ chia sẻ chuyến xe dưới 10 chỗ được hoạt động. Đây cũng là cách thiết thực để thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và chính sách của nhà nước trong cái việc dần tiến tới hạn chế phương tiện cá nhân để phát triển vận tải hành khách công cộng và giảm thiểu khí thải nhà kính, sử dụng hợp lý có hiệu quả các nguồn lực của xã hội để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Tôi xin hết ý kiến, xin cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu. Mời đại biểu Đoàn Thị Lê An phát biểu và đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Đoàn Bình Dương chuẩn bị. Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, sau khi nghiên cứu hồ sơ dự án luật đường bộ thì tôi nhất trí với báo cáo giải trình tiếp thu và chỉnh lý dự thảo luật đường bộ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật trước khi Quốc hội thông qua, tôi xin tham gia một số nội dung cụ thể như sau. Thứ nhất, về chính sách phát triển đối với hoạt động đường bộ tại điều 4. Tại điểm C khoản 1 dự thảo luật đề nghị bổ sung như sau: ưu tiên phát triển các tuyến đường cao tốc, các công trình dự án đường bộ trọng điểm kết nối vùng, khu vực, đô thị lớn, trung tâm trong nước và quốc tế, phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở miền núi, hải đảo, đường tuần tra biên giới, đường ven biển,
phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ dễ tiếp cận và đảm bảo an toàn cho các đối tượng dễ bị tổn thương, phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ tại các đô thị để giảm ùn tắc giao thông. Tôi đề nghị là việc bổ sung cụm từ đường tuần tra biên giới, đường ven biển sẽ để đảm bảo phù hợp với điều 25 luật biên giới quốc gia năm 2003 quy định. Nhà nước có chiến lược quy hoạch để kế hoạch đầu tư xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, có chính sách ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân định cư ở khu vực biên giới. Thứ hai, về quy hoạch mạng lưới đường bộ, quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ, hệ thống đường địa phương, đường đô thị, điều 5. Tại điểm B khoản 5 dự thảo luật đề nghị bổ sung như sau: kết nối hiệu quả các phương thức vận tải, xác định các tuyến đường bộ nối đến ga đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, cảng cạn, cảng thủy nội địa, cửa khẩu. Trên thực tế, một số tỉnh miền núi, biên giới không có ga đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, cảng cạn, cảng thủy nội địa. Đơn cử như đối với Cao Bằng là tỉnh biên giới, có đường biên giới dài nhất với Trung Quốc trên 333 km. Hiện nay, tỉnh Cao Bằng duy nhất chỉ có loại hình giao thông vận tải đường bộ, trong đó có 6 cửa khẩu, 2 cửa khẩu quốc tế. Do đó, quy hoạch mạng lưới đường bộ cần đảm bảo kết nối hiệu quả các phương thức vận tải, trong đó có các tuyến đường bộ kết nối đến các cửa khẩu sẽ đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân và phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, giao thương hàng hóa với nước bạn. Thứ ba, về quỹ đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ tại điều 12. Tại khoản 2 dự thảo luật đang quy định tỷ lệ đất dành cho kết cấu hạ tầng trong đô thị, trong đó quy định tỷ lệ ngưỡng tối thiểu và ngưỡng tối đa. Ví dụ, điểm A, đô thị đặc biệt từ 18 đến 26%, B, đô thị loại 1 từ 16 đến 24%, C, đô thị loại 2 từ 15 đến 22%, v.v. Tôi đề nghị sửa đổi bổ sung như sau: tỷ lệ đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ trong đô thị so với đất xây dựng đô thị nhưng không bao gồm phần công trình đường bộ đi ngầm dưới mặt đất, xây dựng trên sông hồ phải đảm bảo các quy định sau đây. A, đô thị loại đặc biệt từ 18% trở lên, B, đô thị loại 1 từ 16% trở lên, C, đô thị loại 2 từ 15% trở lên, D, đô thị loại 3 từ 13% trở lên, đô thị loại 4 từ 12% trở lên và đô thị loại 5 từ 11% trở lên. Vì căn cứ theo nghị quyết số 26/2022 ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 1210 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, thì ngưỡng tối thiểu đủ điểm để đánh giá đối với đô thị chỉ là đạt, không nhất thiết phải quy định khoảng giới hạn phía trên. Mặt khác, dự thảo luật mới chỉ tính đến tỷ lệ quy định cho các đô thị được xây dựng mới, còn đối với đô thị cải tạo, nâng loại chưa được đề cập. Do đó, cần có quy định về tỷ lệ quỹ đất giao thông cho đô thị cải tạo, đô thị nâng loại. Mặt khác, trong trường hợp đô thị được nâng cấp từ đô thị loại thấp lên đô thị loại cao, thì tỷ lệ quỹ đất được tính như thế nào? Đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu quy định về tỷ lệ đất giao thông cho phù hợp khi đô thị được nâng loại, đảm bảo tỷ lệ quỹ đất giao thông phù hợp với loại đô thị được nâng cấp. Thứ tư, về hoạt động vận tải đường bộ tại điều 56. Tại khoản 6, dự thảo luật đang liệt kê rất nhiều loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô. Tuy nhiên, trong đó lại không có quy định loại hình kinh doanh vận tải khách du lịch. Đây là loại hình kinh doanh vận tải đang hoạt động, có xu hướng ngày càng tăng, yêu cầu quản lý có nhiều nội dung khác biệt so với các loại hình vận tải khác như điều kiện về người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, xe du lịch phải được vào các điểm du lịch, trong khi các phương tiện kinh doanh vận tải theo hình thức khác không được vào. Loại hình kinh doanh này đã được quy định tại khoản 1 điều 45 luật du lịch năm 2017, đó là kinh doanh vận tải hành khách du lịch là việc cung cấp dịch vụ vận tải đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt, đường bộ chuyên phục vụ khách du lịch theo chương trình du lịch tại các khu du lịch, điểm du lịch. Tại điều 6 thông tư số 42 ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải đã quy định rất chi tiết, cụ thể đối với phương tiện vận tải hành khách đường bộ bằng xe ô tô. Vì vậy, đề nghị ban soạn thảo bổ sung quy định loại hình kinh doanh vận tải này trong dự thảo luật đường bộ. Tại khoản 14 điều 56 giao cho chính phủ quy định chi tiết điều này. Tuy nhiên, các quy định của điều này cơ bản là giải thích từ ngữ, đề nghị ban soạn thảo xem xét tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định của điều khoản trong dự thảo luật giao chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhất là Bộ Giao thông Vận tải để quy định chi tiết để luật hóa tối đa các quy định của văn bản dưới luật đã được kiểm nghiệm và áp dụng ổn định trong thực tiễn,
và chỉ giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải quy định những nội dung chi tiết, cụ thể những nội dung có thể biến động, ảnh hưởng đến tính ổn định của luật, và việc giao quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Tôi xin hết, xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.